Chiều hôm nay, câu lạc bộ Hải Phòng đã có chiến thắng 1-0 trước câu lạc bộ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Ở trận đấu này, tiền vệ Việt Kiều mang áo số 6, Martin Lò được ra sân đá chính ngay từ đầu. Có thể nói, Martin Lò đã quán xuyến tốt khu vực trung tuyến, giúp câu lạc bộ Hải Phòng triển khai tấn công khá tốt. Anh đã thi đấu 84 phút trên sân trước khi rời sân nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 23, Nguyễn Kiên Quyết. Sau khi trận đấu kết thúc, Martin Lò đã có cuộc trao đổi ngắn với thể thao.vn. Xin chào Martin Lò. Hello. Trận đấu này thì em đánh giá ra sao về màn trình diễn của mình? Về cái gì? Về màn trình diễn của mình. Performance. Performance. Hôm nay mình đá cũng được. Đội mình mới đá được 4 trận với nhau thì mình vẫn chưa được hiểu được nhau nhiều. Mà ngày nào mình cũng tập về chiến thuật và ngày nào mình cũng cải thiện một chút thì em nghĩ là hôm nay mình đá cũng được. Nhiều mùa giải đã qua ấy, thì Martin Lò cũng khá là khó khăn trong việc tìm kiếm vị trí ấy. Thì đến mùa giải năm nay thì quyết tâm của Martin Lò như thế nào? Thì tất nhiên là mấy năm trước là cái lối chơi của đội Hải Phòng không hợp với lối chơi của tôi. Thì năm nay có huấn luyện viên mới, mọi người biết rồi, ở Hà Nội đó, thì lối chơi ở bên đó thì chơi kiểm soát bóng. Thì năm nay thì tất nhiên là hợp lý hơn với lối chơi của tôi thì quyết tâm hơn, kiểu đi đá bóng kiểu vui vẻ hơn, tại vì biết là cái lối chơi nó hợp, ngày nào mình tập cũng thấy là mình tốt hơn nhiều. Nghĩa là Martin Lò cảm thấy rất là hợp với đối chơi của Cót Nghiêm đúng không? Đúng rồi. Thế thì giữa Lò và Cót Nghiêm có cái sự trao đổi hoặc là thầy Nghiêm dặn dò gì cho Lò không? Thì kiểu nói chuyện bình thường thôi, về chiến thuật lúc tập thì có gì tôi không hiểu thì nó hỏi thầy hoặc là thầy chỉ cho tôi để đá theo cái lối chơi của đội Hải Phòng mới. Câu hỏi cuối nhất thì là năm nay Hải Phòng có rất nhiều cầu thủ mới, thế thì những người đồng đội mới như thế thì Martin Lò đã có sự ăn khớp với mọi người chưa và đánh giá như thế nào về các cầu thủ mới của mình? Tất cả cầu thủ mới thì ai cũng có cái điểm mạnh riêng, thì tôi nghĩ là mọi người mình chơi cùng nhau mình cũng thấy là ai cũng hợp với nhau. Tất cả mọi người trong đội mình cũng có kỹ thuật tốt, thì theo cái lối chơi thì mọi người hợp với nhau. Lò thân nhất với ai trong đội? Thân nhất à? Bây giờ đội cũng mới thì cũng chưa biết ai thân nhất. Vì bình thường tôi ở một mình á, thì cũng không tập trung nhiều với đội. Mà trong đội thì tôi cũng chơi cùng với cùng kiểu bình thường. Không ai thân hơn ai, kiểu như vậy. Ok, cảm ơn Lò nhé. Ok, cảm ơn.